Giáp đang test cho anh em đây. Đang ở mức là 130 này. Con này của nó lưu lượng sẽ là 12,8 lít trên phút. Và công suất của nó là 2200W. Luba Lutian. Mời anh em thẩm tiên nước này. Đây là tiên nước ở mức áp 130 đây. Nhả. Bóp. 130 nhưng mà cái lưu lượng của nó là 12,8 lít trên phút. Nên là của nó cũng rất là mạnh anh em nhá. Con này mà anh em về dùng rửa gia đình hoặc là mở những cái hiệu nhỏ nhỏ ấy thì quên sầu luôn. Đây này. A100 này. Off này. Khi mà tắt lại thì nó sẽ xả e ở đây anh em nhá. Đây là xả e này. Ngày hôm nay thì Dung Dâu sẽ review cho anh em mẫu máy rửa xe Dung Dâu mới về, đó là mẫu Luba. Con này của nó có mã là LT17MB. Công suất con này là 2200W. Lưu lượng là 12,8 lít trên phút. Và cái mức áp mà nhà máy khuyến cáo chúng ta sử dụng ấy là để ở mức áp 1300 PSI, tương đương với 83. Đây là phần cụm chỉnh áp này. Còn đây là con ốc hãm này. Hãm để chúng ta không can thiệp vào phần cụm chỉnh áp nhá. Là nhà máy người ta sẽ để ở mức áp hợp lý, đảm bảo là nó bền cho động cơ cũng như là bền cho đầu bơm. Còn vừa rồi là Dung Dâu đã tháo con ốc ra này để can thiệp vào để ép mắc lên 100 để test cho anh em xem. Còn bình thường anh em cứ để ở cái mức áp nguyên nhà máy người ta khống chế thôi để cho đảm bảo máy bền nhất có thể. Về con này ấy, thì của nó thiết kế là có hai bánh xe đây, hai bánh xe sau rất là tiện, đẩy đi để lại rất là nhẹ nhàng luôn đây. Đấy, thực phạm cho anh em xem luôn này. Về phần mặt bơm này của nó là bằng đồng nguyên chất này, đồng hồ này, cụm chỉnh áp này, đường nước ra này đều sử dụng là khớp nối nhanh hết, đường nước hút vào này, công tắc tắt mở này. Về phần đầu này của nó thì đây anh em nhìn đây, logo biểu tượng của Lutian chính hãng đây, hình bông hoa đây. Về cái hàng Lutian này thì không cần phải quảng cáo nhiều rồi, nó vào thị trường Việt Nam trên chục năm rồi. Và tại Trung Quốc nó là một cái nhà máy chuyên về các dòng máy rửa xe, thuộc là một trong những ông lớn nhất của Trung Quốc luôn. Con này của nó là đi là khớp đấy, khớp chuyển động ấy, chứ không phải ở trục âm dương anh em nhé. Còn nó thì theo máy sẽ là 3 bếp, bếp 0 độ bếp đỏ này, 25 độ bếp xanh này, và một cái bếp 40 độ bếp trắng này. Đây là phần giá để chúng ta gác súng này. Đây, phần motor đây. Công suất là 2,2 kg. Về phụ kiện của nó ấy, thì sẽ bao gồm là có dây bố thép này, là dây 12m này. Con này áp mắc của nó chịu đây. Dây Lutian chính hãng luôn. Áp mắc chịu là 283. Mà con này của nó mắc có 130 thì chạy gì. Riêng dây này thì không phải nghĩ luôn. Đây là phần nắp nhớt này. Các bạn khi mà nhận máy ấy, thì chúng ta sẽ tháo bỏ cái nắp nhớt bảo quản đấy nhá. Cái nhớt mà cái nắp nhớt mà để khi chúng ta di chuyển ấy, về thì thay bằng cái nắp nhớt màu vàng này của nó này. Phần gioăng phớt sơ cua này. Còn đây là cái chét để chúng ta bắt vào đường nước hút này. Được chưa? Con này của nó là sử dụng là khớp nối nhanh hết nhá. Đây. Được cái là khớp nối nhanh hết. Và cái súng của nó thì tương đối là xịn sò đấy anh em ạ. Và khi mua ấy thì Dung Dâu sẽ quấn cho anh em luôn, quấn cong đầu súng này luôn, để chúng ta về móc gầm cho nó dễ. Và xịt thì cảm giác nó sẽ mạnh hơn, chắc chắn là mạnh hơn là khi chúng ta để cái đoạn nối thẳng. Và con này ấy của nó trọng lượng đây. Đây. Model là LT17MB. Trọng lượng của nó đây, full thùng này là 39 cân. Và về mẫu này thì công khai giá cho anh em luôn nhá. Sẽ là 6,9 triệu. Bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Bao gồm của nó thì phụ kiện này, dây 12m này, súng này, 3 bếp này. Và ngoài ra tặng kèm anh em bình bọt 1 lít để anh em về rửa không chạm nhá. Bình bọt xịn sò luôn. Bình bọt trị giá là 250.000. Và với những cái dòng Luba này, Lutian này thì sẽ bảo hành chính hãng cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc.